Hãy cùng theo dõi và cập nhật những thông tin kiến thức về làm đẹp, xu hướng thời trang, mỹ phẩm mới mỗi ngày tại Shop Khởi Nghiệp. Đăng ký ngay kênh để xem clip thú vị mỗi ngày. Những mẹo giúp đốt mỡ ngay cả khi ngủ mà bạn cần biết. Mỡ thừa là kẻ thù không đội trời chung của chị em phụ nữ. Thế nhưng, để đánh bay kẻ thù này thì lại không dễ chút nào mà cần rất nhiều sự nỗ lực và chăm chỉ. Vậy làm thế nào để loại bỏ lượng mỡ dư thừa mà lại không cần đến phòng tập, cũng chẳng cần kiêng khem quá mức? Hãy bỏ túi ngay những mẹo sau đây, bởi bạn sẽ không cần vất vả khổ cực mà vẫn có thể đốt mỡ ngay cả trong khi ngủ. 1. Đi ngủ với nhiệt độ phòng thấp. Để có được một giấc ngủ ngon thì nhiệt độ phòng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiệt độ phòng mát sẽ giúp bạn dễ đi vào giấc và có giấc ngủ thoải mái hơn. Bên cạnh đó, nhiệt độ phòng phù hợp cho một giấc ngủ ngon có thể đốt cháy mỡ dư thừa là ở 19 độ C. Nhiệt độ phòng hơi lạnh sẽ giúp tiêu hao một lượng calo do cơ thể phải sản sinh năng lượng để giữ ấm và cân bằng nhiệt độ. Vì vậy, với việc hạ thấp nhiệt độ phòng ngủ thì dù không vận động nhưng bạn vẫn có thể loại bỏ được một lượng mỡ dư thừa đáng kể. 2. Ngủ trong bóng tối. Không phải tự nhiên mà tạo hóa cho chúng ta giấc ngủ vào ban đêm khi ánh nắng mặt trời không còn nữa. Khi ngủ trong phòng tối hoàn toàn, cơ thể bạn sẽ tự sản sinh ra hormone melatonin. Đây là loại hormone giúp bạn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đồng thời, nó có tác dụng đốt chất calo hiệu quả, giúp bạn lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Chính vì thế, hãy luôn đi ngủ trong bóng tối để cơ thể vừa được nghỉ ngơi, lại vừa có được thân hình cân đối. Nếu phòng ngủ của bạn bị tác động bởi nhiều nguồn ánh sáng, thì hãy tìm cách chặn sáng lại như treo rèm, đóng cửa sổ để đảm bảo chất lượng cho giấc ngủ của mình tốt nhất. 3. Không tiếp xúc với các thiết bị điện tử trước khi ngủ. Các chuyên gia luôn khuyên chúng ta tránh xa hoặc hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân như smartphone, máy tính bảng, máy tính, TV trước giờ đi ngủ 1 tiếng đồng hồ. Nghiên cứu cho biết, ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử là nguyên nhân ức chế melatonin, phá vỡ nhịp sinh học và gây khó ngủ. Điều đó gây ra sự mệt mỏi cho cơ thể, kéo theo thời lượng giấc ngủ giảm bớt, khiến buổi sáng khi thức dậy, chúng ta có xu hướng nạp thêm nhiều năng lượng để bù lại. 4. Ăn nhẹ bằng thực phẩm giàu protein. Nghe có vẻ sai sai, nhưng mẹo nhỏ này lại vô cùng hữu ích. Các thực phẩm chứa protein như phô mai ít béo, sữa chua, ức gà hoặc bơ đậu phộng vừa giúp bạn ăn nhẹ lót dạ, vừa làm tăng tốc độ trao đổi chất, cơ bắp phát triển. Bởi vậy, nếu ăn một chút thực phẩm này vào buổi tối trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng, bạn cũng có thể góp phần tăng hiệu quả đốt mỡ, giảm cân. 5. Uống trà thảo dược trước khi ngủ. Nhiều nghiên cứu cho biết, nhiều loại trà khi uống vào buổi tối có thể giúp bạn giảm cân ngay trong khi ngủ. Chẳng hạn như trà hoa cúc, cải thiện tiêu hóa và thư giãn. Trà quế, chống viêm và tránh đầy hơi. Trà bạc hà, làm giảm thèm ăn. Nếu bạn muốn tăng tốc độ đốt mỡ, nên chọn một loại trà thảo mộc phù hợp để nhâm nhi mỗi tối. Vừa ngon miệng, tốt cho cơ thể, lại âm thầm giảm cân ngay trong khi ngủ. 6. Tập thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ. Theo tạp chí Sức khỏe Phụ nữ, thì việc vận động nhẹ như bơi lội, tập yoga trước khi đi ngủ cũng là cách vừa giúp loại bỏ căng thẳng, vừa tăng cường trao đổi chất rất hiệu quả. Tập một vài động tác thể dục nhẹ nhàng vào buổi tối không chỉ giúp chúng ta ngủ ngon hơn mà còn kích thích đốt cháy calo rất hiệu quả. Đặc biệt là việc này sẽ còn kéo dài ngay cả trong khi ngủ mà không gây mệt mỏi. Bởi vì khi luyện tập, cơ thể đốt nhiệt năng sau khi luyện tập sẽ nhiều hơn so với đang tập luyện. 7. Có lịch đi ngủ và thức dậy đều đặn mỗi ngày. Giờ giấc ngủ thất thường có liên quan đến việc khiến cân nặng tăng quá mức. Hormone melatonin cho chúng ta biết khi nào nên đi ngủ, cũng giúp kích hoạt quá trình đốt cháy calo. Chế độ ngủ không đều sẽ can thiệp vào việc sản xuất melatonin, dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng và thèm đồ ăn nhẹ có hàm lượng calo cao để tăng cường năng lượng. Nếu muốn tránh điều này, bạn cần đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày. 8. Dùng lá bạc hà. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Neurological and Orthopedic Medicine cho biết, những người ngửi mùi bạc hà mỗi 2 giờ một lần giảm trung bình 2,5 kg mỗi tháng.
chuối, táo xanh và vani cũng có tác dụng tương tự. Hãy đốt một ngọn nến nhỏ khi đi ngủ để căn phòng tràn ngập mùi hương bạc hà mát dịu. Nếu cảm thấy phiền phức khi phải chui khỏi chăn để thổi tắt nến, hãy thử cách đơn giản hơn là nhỏ một vài giọt dầu bạc hà vào gối. Đôi khi nhấm nháp một chén trà bạc hà nhỏ trước khi đi ngủ cũng là lựa chọn không tồi. Bạn biết gì chưa? Một thương hiệu mỹ phẩm đang được giới nghệ sĩ Việt vô cùng ưa chuộng. Hàng loạt diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, diễn viên Thanh Hương, Băng Di, Quỳnh Cùn, Angela Phương Trình cùng hơn 80.000 khách hàng đang sử dụng sản phẩm mỗi ngày. Sản phẩm giúp trẻ hóa và tái tạo làn da, phục hồi da tổn thương do hóa chất, làm sạch lỗ chân lông, căng da mặt, giải quyết tận gốc mụn, nám, tàn nhang, sạm da cùng với nhiều ưu điểm vượt trội. Liệu đây có phải là sản phẩm bạn đang tìm kiếm mỗi ngày? Detox Blank cho da trắng hồng, rạng rỡ. Cảnh báo, sản phẩm quá hot nên đang bị làm giả rất nhiều. Để mua Detox Blank chính hãng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại Shop Khởi Nghiệp. Địa chỉ 40/23 Bảo Cát 2, phường 14, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến mãi đặc biệt mua một combo tặng một sữa rửa mặt, free ship toàn quốc chỉ trong tháng này. Thoải mái check tem điện tử và mã QR hóa đơn trước khi nhận hàng. Gọi ngay số điện thoại 0902 441 339, 0962 69 69 39, hoặc truy cập website www.shopkhoinghiep.com để được tư vấn và mua hàng chính hãng.